Mọi người giơ cao tay lên và vẫy tay cùng nhịp hát động viên cho ca sĩ Tú Thanh, nhỏ tuổi nhất của chùa chúng ta. Quý vị hãy giơ cao những cánh tay tạo thành những làn sóng màu nhiệm trong buổi tối ngày hôm nay tại chùa Ba Vàng. Nào cùng